Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Phi đang đứng tại giữa một cái cánh đồng của thôn Hà Nam Đông, xã Điền Phước, thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam. Vâng, thì ngày hôm nay Phi nhận được cái lời cầu cứu của một người vợ trẻ. Qua cái sự chia sẻ của người vợ trẻ này thì Phi thấy được chị là một người khuyết tật, có một đứa con nhỏ. Chồng của chị thì không may, anh chồng mắc phải cái chứng bệnh là hư hai cái khớp háng, bây giờ nằm chỗ chưa thể đi đứng được. Hiện tại đang rất cần cái chi phí để chữa trị cho anh. Và được biết là anh đang nằm ở nhà. Phi cũng đến để tìm hiểu về hoàn cảnh của anh chị này. Và trước mặt của quý vị là người vợ trẻ này đây. Dạ. Chị cũng đang đứng chờ Phi đây quý vị. Xin chào chị ha. Dạ. Dạ. Nhận được cái sự cầu cứu của chị và đến đây để tìm hiểu về hoàn cảnh của hai vợ chồng chị ha. Dạ. Quý vị có thể nhìn sơ qua là thấy một bên chân của chị là bị như thế nào ạ? Bị rút quá. Rút hả? Dạ. Co rút hả? Dạ. Rồi thôi bây giờ mình vô nhà rồi có gì mình chia sẻ kỹ hơn về hoàn cảnh của mình ha. Dạ. Quý vị thấy những cái bước đi rất là khó khăn của chị quý vị ạ. Rồi cái tay của chị thì hình như là nó cũng cứ bóp cứ giật miết đó hả? Dạ. Chị là năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ chị thêm vui nên em bộ bóng. À chị 34 tuổi. Dạ. Rồi thôi bây giờ Phi mời quý vị cùng Phi đi vào bên trong nhà để mình tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh của chị tên gì? Em tên chị Anh. Chị Anh hả? Dạ. Dạ rồi. Rồi quý vị xem clip này nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh theo dõi ủng hộ giúp Phi nha. Phi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi thì quý vị cũng đã thấy cái căn nhà của hai vợ chồng chị Anh thì có một xíu xíu này thôi quý vị. Rồi chào anh chồng nha. Rồi thôi chị cứ ngồi đó đi rồi có gì mình tâm sự mình chia sẻ với nhau ha. Rồi trước mắt của chúng ta là một gia đình nhỏ đang gặp một cái sự cố, anh đang gặp một sự cố về cái khớp háng đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là chị có cái giấy bệnh án của anh không? Dạ không. Rồi để em coi thử. Cháu có nhiêu tuổi rồi đây? Dạ cháu 2 tuổi. 2 tuổi rưỡi á. 2 tuổi rưỡi rồi hả? Dạ. Cháu 2 tuổi rưỡi rồi, anh chị mới có một cháu mà hả? Dạ. Rồi xuất viện khi nào đây hả? Dạ xuất viện được hơi tuần ạ. Xuất viện 2 tuần. Rồi trong này là để là hội tử chổm xương đùi hai bên. Bệnh kèm theo là theo dõi viêm cột sống dính khớp. Yeah. Rồi chị chia sẻ sơ về cái tình hình bệnh của anh như thế nào được không? Anh Trương Phước Thời. Yeah. Sinh năm 93 hả? Yeah. Rồi chị chia sẻ về tình hình bệnh của anh đi. Bệnh tự biến vậy. Cái khớp đó bác sĩ nói là cái khớp mà hướng má sang là cái khớp khớp được hậu tử luôn. Anh bị bệnh tự miễn hả? Dạ. Tự miễn là dạng như là cái nó cái hệ miễn dịch của anh. Dạ. Nó có virus đang đang đó. Giấy tờ thì chụp MRI rồi X quang rồi tùm lum trong này. Rồi anh bị lâu chưa? Dạ anh bị từ hôm tốn đi ra mình đi lùm cái này rõ miết thẳng tới bữa nay đúng không ạ? Đi làm ráng đi làm biết rồi hả? Bị tháng 8 cho đến nay hả? Tháng 8 năm ngoái. Tháng 8 năm ngoái hả? Đau mà anh không biết. Đau mà ráng đi làm. Dạ. Anh đi làm công việc gì? Dạ chạy xe anh. Chạy xe hả? Dạ. Chạy xe là chạy xe hàng chở hàng hả? Dạ chở hàng. Rồi tình hình ảnh hiện tại là như thế nào? Dạ bác sĩ nói là cho về tuần chuẩn bị tâm lý với là tiền rồi ra lại. Chuẩn bị tâm lý, dạ. Chuẩn bị tiền để ra lại. Dạ. Là bác sĩ có cái hướng điều trị cho mình như thế nào? Trong bác sĩ nói là chị cho đưa thuốc trước, tiền đưa thuốc trước là còn sau này thuốc đốt bắn nha. Còn biết lúc đó rồi là không được, lúc đó chị đốt bắn thuốc thì được. Là vô thuốc trước hả? Dạ thuốc trước được hả? Không nhờ thuốc nữa. Vô dạ. Thuốc mình nó mới, cơ thể mà nó chịu là được dạ. Hả? Dạ. Còn không chịu là rồi. Dạ. Là thôi. Thôi. Là nhiều tiền không? Dạ mới nộp vô rồi đây này là nộp vô 58 triệu. Nộp vô 58 triệu. Dạ. Trừ đợt tiếp theo ra hả? Dạ. Nộp 58 triệu dạ. Để truyền thuốc đó hả? Truyền thuốc vô nè. Lái mã của mình là hút, lái thuốc vô.
À, rồi còn hai cái khớp há thì như thế nào? Khớp há mới lại mà sao không thể khớp xa nữa. Khớp há là phải trị sao? Dạ. Là trị là trị bên cái từ miễn trước hả? Về thuốc từ miễn nó vô lần đó thấy không được. À, có nghĩa là cái cơ thể của anh là cái hệ miễn dịch nó không có hoạt động nữa không? Virus nó ăn hết. Con virus nó ăn hết. Rồi anh Thời chia sẻ sơ qua một chút về tình hình bệnh tình của anh như thế nào, thấy sức khỏe hay sao anh? Dạ nói chung giờ cái chân em yếu rồi. Chân yếu hả? Đi cũng như ông già 70 rồi, yếu xìu. Đi là giống như ông già rồi. Dạ. Đau không? Dạ hơi khớp khó, đa ăn khép, banh đông được. À hai cái khớp háng là nó đau là gian ra không được đúng không? Dạ không. Đi là cũng đau. Cái sận nó yếu xìu. À. Là mình cử động có được không? Dạ nói chung thì cử động thì cũng nhẹ thì mình nâng cái chân lên nó có được không? Nâng rồi thì cũng mấy ái rồi đây. Chứ còn giả cô lên nó đa. À đau hai khớp đó. Bác sĩ nói hai khớp của anh đó là bị sao? Dạ hậu tử anh. Hậu tử hai khớp luôn hả? Dạ, hậu tử giai đoạn 3 rồi. À. Hậu tử giai đoạn 3 rồi đó hả? Có nghĩa là chữ là nếu mà không thay khớp háng là anh không thể đi luôn đó hả? Dạ. Bác sĩ nói ái còn trẻ nữa. À. Vì chị ấy thúc đồ đó. Rồi cái hai khớp háng của anh là một cái là phải thay từng cái vô đúng không? Dạ. Em có không rõ nữa mà bác sĩ cái tha nhiều tiền. Thay nhiều tiền rồi. Dạ, em sợ quá em cũng như thôi. À. Không dám hỏi, nhiều tiền quá không dám hỏi. Dạ. Bác sĩ nói cũng tầm nam thích chục cái cho ta em triệu em xả qua cái thấu luôn. Ta bị một cái. Có bảo hiểm không? Dạ cần. Công ty. Hả? Không có bảo hiểm là nó đã hơn chứ bình thường. Dạ. là một cái thay là cũng tầm 40 triệu thôi. Dạ. Ừ. Có bảo hiểm rồi thì nó rẻ hơn. Dạ. Cũng tùy theo cái khớp mình thay vô nữa. Dạ. Rồi còn cái bệnh mà miễn dịch của anh là. Nó là theo suốt đời anh vậy. Theo suốt đời hả? Dạ. Vâng, tụi con có đời luôn. Ừ. Anh thấy trong người của anh là nó như thế nào? Anh cũng nhiều lúc cũng khỏe, nhiều lúc cũng thấy mệt mệt. À. Có đau nhất chỗ nào không? Dạ, em thì bị thêm tóc bị đĩ đệm nữa. Ừ. Nằm rồi dây thần kinh căng rồi đó, nhức túi ngủ không được anh. Biết rồi anh nằm một chỗ lâu chưa? Từ ngày mà anh khuất bệnh ra là về là đi không được anh. Ừ. Bò luôn hả? Đi không được. Là từ hôm tháng 8 năm ngoái hả? Dạ không, tháng 8 là mới đa, cái em cũng rón em đi lộn miết đó. À. Thấy nhỏ cửa đồ câu đồ mình nói cũng rón đó. Cái tháng rưỡi vừa rồi cũng đau quá cái em đi không được. Đi không được. À tháng rưỡi tới là đây hả? Dạ. Là mình nằm chỗ luôn. Dạ em nằm luôn. Vì là nằm để chờ luôn. Là mới nghỉ làm luôn đó hả? Tháng dạ. Tháng rưỡi nghỉ tới tháng rưỡi rồi. Dạ. Làm mà thấy không nghỉ anh vậy. Làm mà thấy không nghỉ luôn. Dạ. Ừ. Trời. Không rón đó, không đi lồn nuôi câu hết rồi. À. Anh Thời thì anh cũng to cao thì. Dạ. Ừ, to cao nhưng mà cứ nghĩ là cái sức khỏe mình thanh niên nó khỏe mạnh nhưng mà đùng phát là đổ bệnh khám ra bệnh luôn. Dạ. Ừ. Phía đây là hình cưới của hai vợ chồng. Cưới năm 21 hả? Dạ. À, cưới năm 21 và hiện tại có một cháu gái cũng gần hơn 3 tuổi. Mới hơn 2 tuổi rưỡi. Dạ. À, cháu gái rất là xinh. À, và được biết là chị anh á là chị bị liệt nửa người hả? Dạ. Là như thế nào, bệnh của chị là như thế nào? Dạ sốc bệnh. Bị sốc. Tim nữa nhập bận. Sốc bệnh liệt đó. Dạ. Là chị bị từ lúc nào? Dạ bị 8 tuổi. 8 tuổi hả? Dạ. Bị hồi 8 tuổi giờ. Dạ. À. Mà hồi đó nghèo rồi không có tiền cứu chữa anh kìa. Nghèo quá. Thấy nghèo quá cũng không có chữa được. Dạ. Chị bị từ lúc 8 tuổi cho đến nay. Rồi hiện tại là chị đi khó khăn rồi. Cái tay này là chị giữ miết rồi. Giữ miết. Mà sao mà phải giữ vậy? Trong dùng mình. Nó dùng nó giật giật. Dùng giật được cái chân này nè. À chị thả ra em xem thấy được không? Nó thở ra là nó bống bống nữa nè. Là cái chân đi theo á. Chân có miệng đi theo. Chứ chân với cái miệng dạ. Nó cũng bống theo đó dạ. Nó giật theo đó dạ. Cho nên mình phải giữ miếng dạ. Rồi tối ngủ thì sao? Tối ngủ lấy cái ôm mình đè. Lấy gối mình dạ. Đè xuống hả? Ngủ quay thở ngủ mà ngủ tỉnh là phải giữ. Mình ví dụ như quay là nó có bống không? Dạ bống. Cũng bống hả? Dạ. Dậy xong ngủ. Bống mất một bé, quay tránh một bé là ngủ riêng.
Bé là ngủ riêng hả? Dạ. Chị cứ giữ miết cái tay thế này quý vị. Không, bé ông mà nhỏ chị có sữa mẹ. Không có sữa mẹ. Dạ. Rồi uống sữa ngò miết nè. Dạ. Rồi chị có làm cái công việc gì không? Dạ. Không hả? Dạ. Trước giờ cũng không làm việc gì? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp. Rồi chồng rồi gặp được như thế nào mà quen với nhau mà cưới như thế này đây? Dạ, quen 2 năm rưỡi ạ. Quen 2 năm rưỡi hả? Dạ. Anh chồng ảnh cũng tội hả? Dạ. Thấy chị như vậy mà ảnh cũng vẫn cưu mang, vẫn yêu thương, đúng không? Dạ, lo lộn lại lắm vậy. Lo làm anh. Ảnh là cũng bình thường hết phải không? Dạ. Tay chân to, cao, bình thường, nhưng mà ảnh thấy chị như vậy ảnh thương. Dạ. Ha. Anh chia sẻ một chút về cái chuyện tình yêu của anh được không? Dạ. Trong duyên số thì cũng không biết được anh. Mình thương thì mình thương thôi chứ còn không biết. À, thương là mình đánh với nhau thôi hả? Rồi lúc trước rồi gia đình rồi có cấm cản gì không? Dạ không, ba mẹ thì cũng thương nhau thôi. À, vậy con thương thì mẹ cho mẹ thương thôi chứ còn. À, dạ. Nói chung là ba mẹ cũng đồng ý đúng không? Dạ. À, mà cơ duyên nào mà anh gặp được chị anh vậy? Nói chung cũng lao lắm rồi. Nó có cái số điện thoại của bọn đưa em điện nói chuyện, cái em đi lồm trong Sài Gòn, cái em về đây em thấy cái số điện thoại cũng trong linh bọ mà không nhớ quá á. Cái mình điện thoại mình nói chuyện rồi lần lần cũng có cũng tình là mình quen. À, mới đầu là gọi rồi nói chuyện. Dạ. Nói chuyện xong rồi mới gặp chứ hả? Dạ. Bao lâu rồi anh mới gặp? Nói chung hồi đó cũng lao rồi mới sau về đây rồi mới gặp. À, khi mà lần đầu gặp chị anh đó thì anh có những cái suy nghĩ, có những cái cảm giác như thế nào không? Dạ hồi mới gặp thì em chưa biết vợ em bị nữa. Ồ đấy hả? Mới đầu là chưa biết là dạ không biết. Là em chị giáo hả? Thì mình dạ chị mình rồi thấy được nhưng anh không muốn. Sau thời gian rồi mình cũng thấy biểu hiện cái tay rồi mình cũng biết nhưng mình không có hủ. Mình xác định mình quen, mình cưới thì làm vợ mình thì cái gì mình cũng chấp nhận hết. À, có nghĩa là cái thời gian đầu là chỉ giáo anh. Chỉ không cho anh biết là chỉ là bị liệt nửa bên đó. Sau đó thì anh mới phát hiện ra và anh cũng chấp nhận luôn. Con gái là có đi trẻ gì không? Dạ không. Cũng không hả? Em lồn đi cái em bé nhỏ. Ở nhà mình giữ dạ, hả? Dạ. À, như vậy rồi chị giữ cháu được không? Dạ, được, đi theo em biết. Đi theo em biết rồi hả? Dạ. À, vậy là trước giờ cũng không làm việc gì hết hả? Dạ. Rồi chị có làm trong nhà là chị có làm được việc nhà gì không? Dạ, em lồn cả như bông mũa phụ giùm chứ còn em hắt đổ. À, làm nó hắt đổ hết rồi? Dạ. Cơm nước rồi được không? Cả cơm bếp ít được cơ nhiều là hưng sẵn rác hắt đổ. Hắt đổ hay không? Dạ. Buổi hắt đổ không có ăn. À, hắt đổ là không có ăn. Sợ khi cầm tay này nó quên nè, là không được. À, một tay là chị giữ rồi. Ví dụ như vậy thì... Bỏ rồi đang dùng. Vậy thì mình cột cái tay nó lại đi. Cột vô ra người. Hả? À, mình cột vô người rồi mình làm một tay thôi. Cái chân rút nữa. Chân nó rút. Dạ. Ừ. Trời. Cái món giấy cũng được. Mang giấy cũng không được luôn hả? Dạ. Trước giờ đi chân không biết hả? Dạ, mong cũng mong một chiếc này rồi chứ mình là rút lẫn giật đó. À, khi mà làm đám cưới rồi mình mang kêu sao? Mong giấy đi được bòi tòa, khầm này. Rồi mà cưới đâu? Không cưới hả? Không, cái bò mẹ hơi bay nói chuyện đâu. Cho nên Covid anh biết. À, Covid trúng Covid. Covid nữa. À, trúng Covid là không có tổ chức đám cưới. Chị chụp hình rồi thôi hả? Chụp hình này công an trọ. À, chụp hình cưới đẹp hả? Công an trọ chụp mới lùm lên vậy. Có nghĩa là trong cái đợt dịch Covid cho nên là không tổ chức đám cưới được. Dạ. À, hình cưới đẹp quá. Rồi như vậy là chị là cũng không có mang giác được luôn. Rồi từ bây giờ là chị có cái mong muốn như thế nào không? Ai chị em muốn đi được đi làm. Mong muốn được đi làm hả? Đi làm nhưng mà cái tay của chị giật miết thì sao làm? Dạ, em ngồi ghế là em làm được. Ngồi ghế là làm được hả? Lạc bông. Mà đi xe không được nữa. Khổ. Ngồi ghế là làm được. Ngồi ghế là em để làm kẹp đi. Chị kẹp vô cái chân hả? Dạ. Em làm một ta được. Dạ. Chị cũng ghế trên bên. Bây giờ là ví dụ chị ngồi ghế là chị kẹp cái tay vô trong hai chân đó. Kẹp chị giữ. Dạ. Là chị làm một tay. Dạ. Một tay là làm công việc gì?
phải có công việc cho em mới. À, có công việc gì giới thiệu chị hả? Dạ. Bây giờ là cũng khó á thì. Cái chân em mà không giật cái ta là cũng đi được, động quần được. À. Mà giật cái ta lên là không, giật miết á. À, nó giật nữa, nó giật miết rồi hả? Giật miết chứ còn bằng đêm á. À. Tôi lạnh á. Bằng đêm lạnh lại nhất, nhất cái giật miết thôi. Ừ. Cái ta này giật ra cái lực rất là mạnh đúng không? Dạ. Em coi hả? À, nên cái lực nó giật ra nó rất là mạnh. Hả? Là cái này mình không kiểm soát được luôn đó. Hả? À. Trời. Phù mỏ không? Có khi nào phù mỏ không? Có nhiều lần là né luôn á, né không kịp là trúng mặt, trúng má đùm đùm mấy. Em biết bác thì hôm nay để ngang bức hết. Tóc ngắn là bức hết hả? Giật bức hết. À. Như anh trời giật bức hết. Rồi bây giờ anh Thự là anh có cái mong muốn như thế nào không? Em mong muốn khỏe rồi cũng lo làm ăn, nuôi vợ nuôi con với đó. Ừ. Trời nằm miết chó. Nằm miết chán quá hả? Dạ. Rồi hiện tại con thì còn ngắn còn lớn nữa. Ừ. Hiện tại cái kinh phí mà chữa bệnh cho anh nó cũng rất là nhiều hả? Dạ. À. Lồn thì bữa đủ hơi vợ chồng với con ăn uống như con cái dư gì rồi có hơi vợ chồng cũng khổ miết luôn. Ừ. Có nghĩa là cái công việc của anh Thự là chạy xe tải chở hàng. Dạ em chạy xe tải chở hàng. Cái lương nó cũng không có được cao lắm, dạ. Trang trải cuộc đúng. Sống gia đình. Dạ. Nhưng mà hiện tại thì anh đổ bệnh ra như thế này đây. Cho nên là cái cuộc sống nó trở nên khó khăn hơn. Dạ. Và giờ lại bị cần thêm một số tiền lớn để chữa bệnh nữa. Dạ. Ừ. Rồi bên anh chị em hai bên rồi có hỗ trợ được cái phần nào không? Hơi bên nhỏ anh chị cũng nghèo khổ. Cũng khó khăn quá hả? Cũng khó khăn, cũng đi làm công nhân rồi đó. Không có tiền nhiều. Hiện tại thì anh Thời đang rất cần cái sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thêm cái kinh phí đi chữa bệnh. Dạ. Cuộc sống của anh thì cũng rất là vất vả mưu sinh để kiếm sống lo cho gia đình. Thậm chí là Tết nhất anh cũng phải đi làm để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống của anh chị em hai bên gia đình thì cũng khó khăn quá hả? Dạ. Ừ. Rồi cũng hỗ trợ người vài trăm nữa thôi. Dạ. Cha mẹ hai bên cũng lớn tuổi rồi. Dạ, bố mẹ hai bên cũng lớn tuổi rồi. Bố em chữ trên nhà thì đang nhập viện ở Điện Bàn mình. Ba của anh hả? Dạ. Ba anh là bị gì? Dạ anh bị huyết ốc cô anh. Không biết nguyên nhân mà sáng lên tới 230, 240 luôn á. Huyết áp cao, đang nhập viện hả? Dạ. À, ở đây là nhà này là nhà bên... Cái nhà nước cho đúng triệu là một xưa anh. Nhà nước cho? Dạ, cho được 8 triệu. 8 triệu? Dạ, lồn một trước thôi, còn người xa này em mới lồn, em mượn đã hơi 1 triệu lồn, mà lồn cần nặng lồn, mà triệu lại được. Có nghĩa là cái nhà này là làm lâu rồi, nhà nước cho 8 triệu. Dạ, không có lồn nữa. Hai vợ chồng ở đây? Dạ. À. Hồi hậu mà em chưa đi chồng ạ. À, dạ. Lúc là chưa cưới chồng á dạ. Hả? Hồi nhỏ. Chưa lấy chồng, hồi nhỏ. Dạ. Dạ. Là nhà nước cho chị? Dạ, cho em. 8 triệu để làm cái nhà này? Dạ. À. Sau đó là anh cưới chị rồi anh về ở chung với chị này luôn. Dạ. À. Khi mà anh chị đến với nhau là có gặp cái sự phản đối nào không? Hay là cái sự kiến nghị của mọi người không? Dạ chứ cũng có chứ. Nhưng mà chồng em thương em nừng. Rồi cũng nó cũng quá hết. À. Còn em thương em lắm. Có tình yêu thật lòng đến với dạ. nhau. Dạ. Là một cái mà kiến nghị của mọi người là đều bỏ qua một bên hết đúng không? Dạ. Vậy là lồn đó em lắm vậy. Ừ, lồn lắm. Như vậy là cũng mới cưới đây thôi. Dạ. Mới cưới 3 năm thôi hả? Dạ. À. Anh Thị, chị có cái xe mà bên ta đỡ lỡ được anh Thị? Xe hả? Họ có lồn được, có qua cho mình lỡ được. Em nắm vô thì nó biết được, nằm im mà anh dùng thì thầy tải thôi. Nhưng mà nó biết vô thì nằm im. Ủa chị nắm chị nắm là sao chị lái được? Nắm được thì nắm im vừa rồi lòng nó vấn gác luôn, giờ không mình gỡ thôi. Cái này chị phải kiếm cái xe ba bánh á, cái xe xe điện á. Thế là cái họ có chế được mình á. Được chứ, họ chế được chứ. Em muốn đi đâu mấy số là cũng được. Bán nhiêu số hả? Dạ.
bán vé số chị đi rồi chị nắm vé số chỗ nào? Chị nắm cái tay rồi thì sao chị nắm vé số nữa? Cũng khó chứ, nhưng mà đi xe thì có thể có quản chế ra được cho chị. Dạ. Nhưng mà trước hết là cái xe là nó cũng cũng tầm cả 15 triệu rồi đó, 15 triệu trở lại. À đúng. Xe điện á. Dạ. Đó. Em bé xe em đi để lợi. Ừ, trước hết thì cứ để lo cho anh. Dạ. Anh chữa bệnh trước đó nè. Dạ. Anh là giờ anh cần em phải được nuôi công. Ừ. Ở cho ông bà nè. Xe đạp chị đi không cũng được hả? Được. Xe đạp đi được hả? Được, vẫn dùng lên đó. Trước giờ anh có làm cái công việc gì nặng nhọc không? Trước thì em cũng đi lùm lùm nạn rồi, nó đi lùm trăng Sài Gòn, lùm nhờ tiền chế, lùm phụ, em đi phụ lùm xét á. Ừ. Về rồi cũng đi lùm miết nữa đó. Cái này là chụp em ray nè, chụp em ít quang nè. Dạ. Chụp cái khớp háng nè. Dạ. Chụp miết em vậy. Ừ. Rồi cho có xương chảo, rồi chụp xương chảo luôn. Chụp. Bà điện gì nữa là con ấy nó không chạm vào nhà mừng cho bà. Thân thân vậy lắm mình tốn điệu. Bà nở đó. Hả? Bà nở đó kìa. Bà điện gì nữa là con chạy đâu kiếm tiền đi rồi. Cho ông thờ về lái đi rồi. Là bà sẽ nữa 58 triệu. 58 triệu hả? Vô thuốc quá. Ba của anh thở hả? Hả? Ủa chứ ba anh thờ nhập viện mà. Nhập viện hầu nó chưa bị anh. À chưa bị hả? Hả? Về cơ phân mới bị. À. Hả? Ba của anh thở là đi ra lo cho anh ngồi viện đó. Dạ. Rồi về đây rồi mới bị huyết áp lên. Dạ. Là ba điện về là nói nộp vô 58 triệu. Dạ, đi ra lại. Ra lại hả? Dạ. 58 triệu mày bây giờ là mình có được bao nhiêu rồi? Dạ, gần 13 triệu á. Gần 13 triệu hả? Dạ. Là ai cho hay sao? Dạ, hàng xóm anh em. Anh em hàng xóm. Dạ. Cho hả? Dạ. Anh em hàng xóm cho được 13 triệu. Dạ. Mà bác sĩ nói là phải đóng vô 58 triệu. Dạ. Rồi chị có ra lo cho anh không? Dạ không, không em đi không được. Mình ở nhà lo cho con thôi hả? Dạ. À. Rồi anh em đi không được, đi nhiều quá, hơi chân rút lại. À, đi nhiều quá, hai chân nó co rút. Đau, trời, đau. Ví dụ như trời chuyển không là... Không mừng dép. Trời chuyển là cũng nhức đúng không? Nhức á. À, cũng không... Nhức cái dây gần. Nhức dây gần hả? Bàn chân của chị nó lật lên như vậy nè. Lật lên đây bất mồm. À, nó lật mà đi bất mồm luôn. Cũng không thể mà mang dép được luôn rồi. Mình chế một chiếc dép theo cái bàn chân đó được không? Cái lò mang bay. Dép lò mang bay. Và bây giờ thì Phi cũng thay mặt một số nhà hảo tâm gửi giúp cho hai vợ chồng một số tiền ha. Thì cộng thêm vô thì để lo cho anh Thờ anh đi chữa bệnh ha. Dạ. Dạ. Thì Phi cũng đại diện các nhà hảo tâm gửi giúp số tiền 15 triệu 200 ngàn. Dạ. Thì trong này là gồm có gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Phượng ở Hàn Quốc, Facebook Vicky Lê là 1 triệu, cô Lê Thu Vân ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Vicky Võ ở bên Mỹ là 1 triệu, hai em Jason và Jackson ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Diên Lưu ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Người Đồng Hương ở bên Mỹ là 1 triệu, em Phan Lâm Phương và Phạm Thế Tùng ở bên Đức là 1 triệu, cô Hành Vương và cô Viền Phạm ở Canada là 1 triệu. Gia đình Công giáo tại Sydney, Úc Châu là 1 triệu. Chị Liên Ngô ở bên Úc là 1 triệu. Em Duy và bác Tuyết ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Lương Thị Huyền Vi là 1 triệu. Gia đình Nguyên Thiền Hành ở Nam Phước Duy Xuyên là 500. Em Nguyễn Thu Hằng ở bên Mỹ là 500. Anh Võ Thành Nghĩa là 500. Chị Phan Thị Dân là 500. Và em Trần Thị Ngọc Trung là 200. Dạ. Tổng số tiền là 15 triệu 200 ngàn. Dạ. Đây em gửi chị Anh nha. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 triệu 200. Dạ. Tiền nó hơi trích. Dạ. Em gửi chị nha. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh Phi. Anh nhiều. Em bị nuôi đáng gì cần tiền cho chồng em đi bệnh trước. Nhớ tiền cho chồng chữa bệnh trước hả? Cố gắng rồi chữa bệnh rồi cho nó khỏe rồi đi đứng. Không biết là tình hình sau này nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cố gắng chữa cho đi đứng lại được. Ha.
Hiện tại là chị là như vậy là cũng nhận được cái tiền hỗ trợ của nhà nước là 584 đúng không? Bây giờ cũng mong muốn là kiếm thêm cái công việc gì đó để làm. Nhưng mà cái khâu vận chuyển đi di chuyển của chị cũng hơi khó. Không biết sẽ làm được cái gì. Bán vé số thì cũng té sợ. Đi đến cũng khó khăn nữa. Em cũng biết nói gì hơn thì cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân cho em đi chữa bệnh. Em có sức khỏe, em về đi Long An nuôi vợ nuôi con nha. Giờ là anh đi là vẫn được nhưng mà nó đau, nó khó lắm. Dạ, đau khó đi, hơi cái bón vẫn đa đi mà sơ tư thế là bò luôn. Cho nên phải nằm mép vậy. Dạ. Vệ sinh tiểu tiện cũng nói chung thì cũng cò cò đồ cũng đi từ xuống đó. Là về cũng nhờ vợ ma cho cái bô với chân bô cót đó, tập cái chân này cho ngái ái đó nằm. Sợ để nằm lao rồi tiêu mình cũng sợ. Nói chung là đi vẫn được nhưng mà hạn chế đi thôi. Dạ. Ngồi cũng không được mà đi nhiều cũng không được. Ngồi cũng không được luôn hả? Dạ. Ngồi đây là nó cũng đau. Dạ, bác sĩ kêu hoạn chế ngồi, tại vì ngồi cái sậm của mình cắn xuống rồi nó nặng thêm. Cái nằm miết á. Nằm là đỡ hơn rồi. Dạ. Nằm thì duỗi chân tay ra lẫn gai thần kinh can đau nhất. Thì cái khớp háng này bây giờ bị cũng nhiều chứ bộ. Nhiều người bị hư cái phán rồi. Nhưng mà đối với anh Thời anh còn rất là còn trẻ mà, quá. Nó lại bị hai cái luôn. Thôi vậy anh chị cố gắng ha. Dạ. Em cảm ơn anh. Thôi cố gắng rồi chữa bệnh. Rồi em cũng không biết nói gì hơn thì cũng chúc cho anh Thời là anh có thêm cái sức khỏe để chống chọi lại với bệnh tật rồi chữa bệnh rồi đi đứng cho nó mạnh khỏe rồi đi rồi làm ăn đứng đâu. Thôi như vậy Phi cũng xin phép nha. Rồi Phi cũng cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi ngày hôm nay để hỗ trợ cho hai vợ chồng chị Anh và anh Thời có thêm cái điều kiện để chữa bệnh. Thì cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều và mến chúc quý vị Mạnh Thường Quân các nhà hảo tâm thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.